Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin tin nhanh quốc tế số ngày 20 tháng 9 để cập nhật những thông tin nóng nhất trên thế giới. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanh niên.vn. Bản tin ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính sau đây. Thống đốc Ngân hàng Anh nói Brexit làm tăng tỷ lệ lạm phát. Đồng đất mạnh tại Mexico, số người chết tăng cao. Nghị sĩ đảng Dân Chủ bị bắt vì biểu tình chống lại chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Mark Carney, thống đốc ngân hàng Anh cho biết hôm 18 tháng 9 rằng quá trình Brexit có thể phá hoại triển vọng tăng trưởng của Anh trong ngắn hạn và làm tăng tỷ lệ lạm phát trong khi nước này làm quen với cuộc sống ngoài khối liên minh châu Âu. Ông Carney cảnh báo nước Anh sẽ phải trả một giá đắt để chỉnh sửa lại các mối quan hệ thương mại. Ông nói trong ngắn hạn, sự suy yếu của quan hệ thương mại với các đối tác trong khối EU sẽ chưa thể bù đắp được bằng hiệp định thương mại với các nước khác. Ông cũng lặp lại ý kiến của mình từ tuần trước rằng lãi suất thị trường cần phải tăng lên sớm. Lời phát biểu của ông ngay lập tức nhận được nhiều chỉ trích từ một số người ủng hộ Brexit. Ông Carney từng khiến phe ủng hộ Brexit giận dữ trước cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái khi phát biểu rằng rời khỏi EU có thể khiến nền kinh tế Anh bị tổn thương. Và mặc dù Anh đã trải qua một thời gian tăng trưởng nhanh sau cuộc bỏ phiếu Brexit, thì tăng trưởng đã giảm mạnh trong năm nay. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 9, một trận động đất một độ Richter đã xảy ra gần thủ đô Mexico City, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. Tổng thống Eric Bana cho biết 27 tòa nhà đã sụp đổ tại thành phố đông dân này. Hình ảnh thiệt mạng cho thấy tường của các tòa nhà bị đứt gãy và sàn nhà sụp đổ. Theo Trung tâm Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn nằm gần thành phố Atencingo, phía đông nam Mexico. Đây là trận động đất lớn thứ hai tại Mexico trong tháng này, xảy ra chỉ vài giờ sau khi người dân tham gia diễn tập đối phó động đất nhân dịp kỷ niệm trận động đất, từng khiến hàng ngàn người thiệt mạng vào năm 1985. Vào đầu tháng, trận động đất mạnh 8,1 độ Richter là cường độ mạnh nhất trong vòng 8 thập niên qua tại Mexico đã giết chết gần 100 người. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump, người có mối quan hệ mâu thuẫn với Mexico, đăng trên Twitter cá nhân rằng Chúa phù hộ cho người dân Mexico, chúng tôi sẽ ở bên bạn và sẵn sàng giúp đỡ. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 9, tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói rằng ông tôn trọng quyết định rút khỏi hiệp ước biến đổi khí hậu Paris của Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng cửa luôn rộng mở để Washington quay lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc rằng hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ không được đàm phán lại, tuy nhiên vẫn có thể được cải thiện với những đóng góp mới. Những lời tuyên bố được ông Macron đưa ra khi toàn thế giới bắt tay tuân thủ hiệp định mà không có sự tham gia của Mỹ, vì nước này đã rút ra vào đầu năm nay dưới thời tổng thống Donald Trump. Ông Macron nói ông tôn trọng quyết định của ông Trump, nhưng ông khẳng định cánh cửa sẽ luôn mở rộng. Thưa quý vị, đại lộ số 5 tại New York phải đóng cửa hôm 19 tháng 9 vì nhiều người biểu tình tập trung phản đối tại tòa tháp Trump chống lại các chính sách nhập cư của tổng thống Donald Trump. Cảnh sát phải can thiệp và bắt ít nhất 10 người tham gia, trong đó có hai nghị sĩ đảng Dân Chủ là Louis Gutierrez và Raul Rizanva. Chính quyền của Tổng thống Trump hiện đang trong quá trình chấm dứt chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp, từng bảo vệ gần 800.000 thanh thiếu niên khỏi bị trục xuất. Trong khi ông Trump đang đàm phán với các lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân Chủ tại Quốc hội về các luật lệ, những người biểu tình lại muốn có chính sách hỗ trợ. Chúng tôi có nghe một vài cuộc đối thoại từ Nhà Trắng với Thượng nghị sĩ Schumer, nhưng chúng tôi muốn thấy hành động thực, muốn thấy chính sách thực tế sẽ giúp những người trẻ này như thế nào khi họ có khả năng mất đi tư cách hợp pháp của mình. Thưa quý vị, khó có thể nhận ra Nancy Cartwright là ai từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô sở hữu một trong những giọng nói dễ nhận biết nhất thế giới. Giọng của Park Simpson trong phim Gia đình Simpsons nổi tiếng. Gần 30 năm đóng vai một cậu học sinh xuất sượt, Nancy đã chuyển sang tự viết phim dựa trên cuộc đời của cô. Cá nhân tôi muốn với vai trò nghệ sĩ phát triển giọng nói riêng của mình để truyền đạt những điều truyền cảm hứng cho người khác. Bộ phim Jesus of Fellini kể về một cô gái đến từ Ohio đã đến Ý để tìm cách gặp đạo diễn nổi tiếng người Ý Federico Fellini. Các Fry đã cố gắng trong suốt 30 năm qua để đưa câu chuyện có thật này lên màn ảnh nhưng đến hiện tại điều đó mới thành hiện thực. Trước đây tôi chắc chắn không đủ khả năng như bây giờ, tôi từng không nói được tiếng Ý từng không có những liên hệ khắp thế giới mà hiện đã có. Vì vậy, cũng cần phải mất thời gian để thế giới thực bắt kịp với giấc mơ của Nancy. Sau khi hoàn thành bộ phim, các Fry cho biết cô hy vọng sẽ viết và sản xuất thêm nhiều dự án nữa. Trong thời gian chờ đợi, cô sẽ tiếp tục lòng tiếng cho Pa trong mùa thứ 29 của gia đình Simpsons. Bản tin tin nhân quốc tế sáng ngày 20 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào báo thanh niên theo địa chỉ thanh niên.vn và đăng ký kênh youtube của báo thanh niên để biết thêm thông tin chi tiết. Huy Bùi và ekip thực hiện chương trình. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.